Có một sự thật là có siêu nhiều bác hỏi info của em bảo ống này luôn. Nhưng mà hôm nay các bác cùng tôi thử một số đồ nữa của shop bảo ống này nhá. Tôi đã có thêm em bảo ống màu đen nữa, rất quan mỏng như thế này ở ngoài. Sang để anh áo crop top thứ hai, thun đơn bản to và có giãn tốt nha. Nhưng mà các bác giơ tay lên ấy, không bị tuột cái phần vai áo này lên trên cổ. Đây lên dáng của em này đẹp nha các bác ơi. Nhưng mà tôi thấy em chân váy này nếu mà các bác nào mà có vòng 30 đầy đặn một xíu thì mình không nên mặc, nó sẽ bị phồng lên quá ấy, và các bác sẽ có thể là bị lộ hàng. Đây sẽ là một clip try on đồ sắc màu cùng tôi phần 5 nhá. Các clip thử đồ sắc màu khác thì tôi đều mặc với cả em quần này, thế nên là đây cũng không phải là một ngoại lệ nha. Màu này thì tôi thấy hơi kén da một xíu này. Tôi thấy áo lên dáng thì nó khá là ôm người đấy các bạn. Sang màu này thì chắc hẳn là đỡ kén da hơn rồi này. Vải mỏng nên là các bác mặc bra cẩn thận không lộ viền đấy nhá. Xong rồi thay sang cái màu xanh này đúng kiểu mắt mắt luôn đấy. Cái cuối thì sẽ là một màu hồng đậm hơn cả thứ hai tôi mặc. Nhưng mà chung quy lại thì tôi vẫn là thích cái màu xanh min này nhất. Mà đã dạy chất lượng còn hơi bị xịn luôn đó nha. Cái hình in này nó có kim tuyến mà tôi có thử kéo giãn ra thì không bị bể nè. Mo cổ cũng vậy nữa.